Họ nói tất cả mọi thứ đều đến từ cùng một nơi. Vạn vật sinh ra, vạn vật đều sẽ biến mất. Nhưng sự thật không phải vậy. Chúng ta đều có bản năng sinh tồn. Chúng ta đều có ý chí sinh tồn. Hoạt động rồi. Đối lại lần nữa xem. Tôi cần nó hoạt động lại. Trời ơi, vẫn không hoạt động. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta cần sửa nó lại. Nói lại lần nữa đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta cần rút lui ngay. Cô có nghe tôi nói không? Mau thử lại lần nữa xem. Cô nghe tôi nói không? Tiếp tục làm việc. Chào mọi người, Nana đến rồi đây. Các bạn đoán xem bây giờ mình đang ở đâu? Đẹp lắm đúng không? Chính xác. Người ta đang ở Hồ Long Đàm tham gia đoạn thám hiểm. Ngày mai sẽ vào núi đó nha. Nghĩ thôi là đã cực kỳ hưng phấn rồi. Các bạn yêu thích thì hãy thả tim nhé. Theo dõi ngay để không lạc đường. Ngày mai gặp lại nha. Bye bye. Mm.
trai cho một ly whisky. Không được uống rượu gì hết. Chị Y Y, xin chào, phiền anh cho tôi hai ly nước táo. Chị Y Y, em đã 18 tuổi rồi, uống được rượu rồi. Chị là ai? Chị là chị Y Y. Chị là ai? Là chị của em. Thân là người quản lý của em, chị có trách nhiệm phải chăm sóc tốt cho em. Bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài, cần phải chú ý an toàn hơn, không được tùy tiện uống rượu. Biết chưa? Em làm vậy cũng không có ích gì đâu. Xin chào, hai ly whisky. Cảm ơn. Em gái, cô ấy không cho em uống, để anh mời em. Hơn nữa, em cũng đã 18 tuổi rồi, cô ấy còn không cho em uống rượu. Không đúng đâu, đúng không? Nào, hay là lưu lại số điện thoại đi. Anh làm gì vậy? Kết bạn thôi mà. Anh làm gì vậy? Liên quan gì đến cô? Tôi là quản lý của cô ấy. Vậy là chuyện của cô ấy là cô làm hết sao? Đi chơi thôi mà. Anh bị điên à? Anh làm gì vậy? Mấy chuyện đánh nhau quán rượu ngày nào chẳng có. Chúng ta là hướng dẫn viên, vào đó góp vui làm gì? Nào nào nào, ngồi xuống ngồi xuống. Cô dám đánh tôi? Này 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 này, chàng trai trẻ, cậu cũng đến tham gia đoàn thám hiểm Hồ Long Đàm đúng không? Chuyện xảy ra hôm nay, tôi phải phê bình cậu vài câu. Ông phê bình cái khỉ gì mà phê bình? Lão già chết tiệt, liên quan gì đến ông? Chàng trai trẻ, cậu gọi tôi như vậy không có lịch sự chút nào. Chúng ta ngồi lên kế hoạch phân công ngày mai thôi. Nhưng mà khu bảo hộ Hồ Long Đàm đã cấm săn bắn lâu lắm rồi. Giống như lúc trước chúng ta nói, ngày mai tôi phụ trách đưa họ đi đường khác, anh phụ trách phần còn lại. Như vậy chẳng phải lừa gạt sao? Chúng ta tạo bất ngờ, họ nhận được bất ngờ. Như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Tôi nói ông đó, ông định làm gì tôi? Ông nói tôi nghe, ông định làm gì tôi? Cậu biết không, cậu còn tôi thế nào hả? Ôi, sao vậy? Giáo sư, đừng lo. Ông ấy sao vậy? Đừng lo, tim của giáo sư không khỏe, không thể bị kích thích. Giáo sư, không sao, tôi không sao. Không phải chứ? Lão già, ông chơi trò mong manh dễ dở với tôi đúng không? Loại người như anh đáng đánh lắm. Chị Y Y, ai đánh em trai tôi? Đánh đây này. Mọi người hòa hợp đi mà, đừng tức giận nữa. Có gì từ từ nói. Hết đứa này đến đứa khác lo chuyện bao đồng. Anh xử nó. Tay anh đau quá. Hai anh, anh không sao chứ? Là phải đền tiền rồi. Chúng ta cùng lên, không tin không đánh lại nó. Đừng. Đừng đánh nữa. Thật sự đừng đánh nữa. Anh, anh không sao chứ? Hai anh không sao chứ? Ah!
anh là quán quân võ thuật Hà Siêu. Tôi cũng là hướng dẫn viên của mọi người đợt này. Anh ấy là hướng dẫn viên của chúng ta đợt này. Hướng dẫn viên. Chào mọi người. Chào, tôi là Nana. Đây là chị tôi, Y Y. À, tôi là fan của anh đó. Tốt lắm, đều rất xinh đẹp. Hai cô gái xinh đẹp. Lúc nãy xin lỗi nha, có thể vẫn chưa tỉnh rượu. Lục Đại Dũng, Lục Tiểu Dũng. Lúc nãy thật rất xin lỗi, đã đắc tội với cả hai người. Anh giỏi thật đó. Đâu có, đâu có. Thật rất xin lỗi, con người anh của tôi rất tốt. Có thể là gì? Người này chắc là giáo sư Hồ đức cao vọng trọng đúng không? Anh đẹp trai này là trợ lý Tiểu Tân. Đúng, là tôi. Tốt quá. Đoàn thám hiểm Hồ Long Đàm của chúng ta xem như đầy đủ cả rồi. Chúng ta thật sự có thể đi săn sao? Đương nhiên là được. Đây là điểm đặc sắc của Hồ Long Đàm này. Này, 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 này. Vậy có cái gì mà? Có súng không? Có K98K không? Tôi và anh tôi đều rất mê quân đội. Phải có chứ. Hồ Long Đàm của chúng ta có MK47 với cả M4 nữa. Được đó anh. Cũng đủ súng ống đấy. Nghe nói Hồ Long Đàm có rất nhiều động thực vật quý hiếm. Trong Hồ Long Đàm có một loại cá tên là cá mặt hề. To lớn, ngon miệng, chỉ là hơi hung dữ tí mà thôi. Chị Y Y, trên con đường có rất nhiều hoa cỏ, không thể đọc được tên nữa đó. Đáng tiếc thật. Như vậy là tôi có cơ hội nhìn thấy giống loài mới rồi. Đương nhiên là được. Ôi trời, sao vậy? Đột nhiên có một tin xấu phải thông báo với mọi người. Tin xấu gì vậy? Lúc nãy nhận được thông báo, khu săn bắn ban đầu tạm thời đóng cửa mất rồi. Tại sao vậy? Vậy bọn tôi phải làm sao đây? Được rồi, mọi người nghe tôi nói đã. Nhưng mà tôi có một tin tốt muốn nói với mọi người đây. Anh mau nói đi. Đó là một khu săn bắn khác, không đóng cửa. Có điều thế nào? Có điều phải thêm tiền chứ gì? Nói đi, bao nhiêu tiền? 100 đô. 100 đô? Đắt dữ vậy? Cứ tăng tiền mãi, anh đi làm ăn cướp luôn cho rồi. Được, 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 mọi người nghe tôi nói đã. Trên con đường còn lại không chỉ có nhiều thú săn hơn, nó không chừng còn sẽ gặp được thú thần trong truyền thuyết đấy. Thú thần? Thú thần là gì? Là thần tiên trong Hồ Long Đàm này. Nếu mọi người may mắn gặp được nó, cho dù chỉ là dấu chân của nó, cũng có thể giúp mọi người may mắn suốt cả năm đấy. Của tôi và Nana. Đắt quá, xem như anh ác. Cảm ơn nhé. Chị Y Y, có thú thần thật sao? Sao mà có thú thần được chứ? Chỉ là chiêu trò lừa gạt của họ thôi. Vậy mà chị còn trả tiền sao? Em nghĩ xem, nữ thần gặp thú thần, chiêu này chẳng phải quá tốt sao? Sau đó chúng ta bán thêm chút đồ nữa, vậy chẳng phải kiếm lại được rồi sao? Đúng đó. Cũng tốt đấy chứ. Ok, đi thôi. Đi thôi. Mọi người ơi, xin chào. Móc khóa đặc biệt của Hồ Long Đàm
Ba cái 20 đô. Hướng dẫn viên, mỗi người chỉ có một băng đạn. Như vậy sao mà săn được? Không sao, không sao cả. Năm đô một viên. Em trai, đừng có mua của anh ấy. Em trai, đắt quá, đừng mua của anh ấy, đừng mua của anh ấy. Không sao đâu anh, chúng ta đi chơi mà. Em để anh bắn cho đã. Thế này đi, anh cho tôi thêm hai băng nữa. Thật à? Này, cho anh hết đó. Hướng dẫn viên. Ơi, cậu có từng gặp thú thần chưa? Thú thần? Đúng. Chuyện này có thể phải xem duyên phận rồi. Xem duyên phận. Có điều tôi cảm thấy mọi người đều có cơ hội đó. Thú thần sao? Nó không chừng ở ngay phía trước đấy. Phía trước. Anh, thú thần ở phía trước. Đi, nhanh lên. Giỏi quá Nana. Nhớ Nana thật đó. Bộ trang phục này đẹp lắm. Bảo trọng nhé. Há miệng cái là ăn người ta luôn. Thú thần ghê gớm vậy đó. Các bạn có thể cho Nana thêm trái tim không? Ồ, có người hỏi Nana, ở trong rừng có nhiều muỗi không? Đáp án chắc chắn là có. Nhưng mà Nana không sợ đâu. Vì Nana có. Các bạn nhấp vào trên góc phải màn hình. Có thể trực tiếp hot girl mạng thì có gì hay ho chứ. Hướng dẫn viên có thể trực tiếp mua đấy. Hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên, đã mấy tiếng rồi mà chẳng thấy con thú săn nào cả. Thú săn à? Đương nhiên là có chứ. Có sao? Tôi nghĩ nó không chừng ở ngay phía trước đó. Ở phía trước hả? Đúng đó, anh, phía trước có thú săn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh. Em trai, anh đi theo. Đại Dũng, Tiểu Dũng. Đại Dũng. Tiểu Dũng. Đại Dũng. Này. Em trai. Anh, các anh làm gì vậy? Cái gì vậy? Dấu chân của thú thần đó. Thật sao? Thật đó. Tôi nói mọi người nghe. Sao vậy? Mọi người thật sự rất may mắn. Đây chính là dấu chân của thú thần đó. Thú thần. Từ độ rộng, độ cao, độ sâu của dấu chân này có thể thấy con thú thần này phải cao đến 5 mét.
5 mét đó, 5 mét. Chắc phải hơn 20 tấn. 20 tấn. Có điều dấu chân này, có điều, xin lỗi mọi người, vì chỗ này đang hưởng ứng bảo vệ môi trường, không được phép chụp ảnh. Dựa vào gì mà không được chụp ảnh chứ? Tại sao chứ? Nhưng mà tôi muốn chụp. Dựa vào gì mà không cho chụp? Thật ra muốn chụp ảnh cũng được. 10. 10 đô một tấm. 15 đô chụp thoải mái. Tên gian thương này, anh ác quá rồi đó. Tôi cũng hết cách rồi, hưởng ứng bảo vệ môi trường mà. 30. Cảm ơn. Anh chụp thoải mái. Cảm ơn nha. Tham tiền, tham tiền, tham tiền. Này, chụp thoải mái, chụp thoải mái đi. Ôi chao, làm giống thật dữ vậy. Đỉnh nha. Chị Y Y, em mệt quá. Gian thương thối tha. Đường này có đúng không vậy? Sao mà khó đi quá vậy? Chuyện này à, cảnh đẹp bất tận ở phương xa, nơi càng nguy hiểm, nói không chừng càng nhiều thú săn đấy. Đi. Em có ổn không? Em thật sự không ổn rồi. Em không muốn đi nữa. Em muốn nghỉ ngơi chút. Được rồi, được rồi. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Với, cứu tôi với. Mày muốn đọ sức với đại dũng mà. Cứu với. Bọn tôi với.
Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư sao rồi? Giáo sư có bệnh tim, giúp tôi với. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Tỉnh rồi. Giáo sư không sao. Ông ấy tỉnh rồi. Giáo sư không sao rồi. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Tôi. Túi của tôi. Túi của tôi. Túi của ông đây. Giáo sư Hồ. Ông học nhiều biết rộng. Thứ đó là gì vậy ạ? Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là cây nắp ấm. Cây nắp ấm. Giáo sư, ý thầy là cây nắp ấm chuyên bắt côn trùng đấy hả? Bọn nó đâu có to đến mức đó chứ. Tôi mang đến rồi. Chị Y Y, đó là xương người sao? Đừng sợ. Cái đó không phải xương người gì đâu. Có thể là tinh tinh hoặc là khỉ gì đó thôi. Không phải, không phải. Vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cây nắp ấm này ăn động vật có vú. Vậy nó có ăn người không? Theo lý thuyết chắc chắn là có. Lúc nãy chẳng phải nó ăn tôi đấy sao? Chị Y Y, chúng ta đi thôi, em sợ quá. Đại Dũng cũng đi. Này anh. Anh đi đâu vậy? Em vẫn còn ở đây mà. Quay lại. Các cô cũng quay lại. Giáo sư, tôi không muốn về. Tôi cảm thấy phía trước sẽ còn phát hiện lớn hơn nữa. Đúng đó. Mọi người tính thử vụ này đi, được không? Bây giờ nếu chúng ta quay về, vậy số tiền đã bỏ ra lúc trước chẳng phải mất cả sao? Chỉ là một cái cây hơi to thôi mà, chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi dặn tôi sẽ bảo vệ cho mọi người. Chị Y Y, Hà Siêu, vậy bây giờ anh nói sao đây? Nếu mọi người muốn đi tiếp, tôi có thể đưa mọi người đi. Nhưng mà sương mù phía trước sẽ càng lúc càng dày. Nếu không muốn bán mạng thì đi theo sát tôi. Đi. Anh. Đi theo anh ấy đi. Chị Y Y, em thật sự không muốn đi nữa. Không sao, đi chung với mọi người mới an toàn, được không? Nana, gian thương thối tha, mọi người đang ở đâu? Sao lại không có tín hiệu chứ? Nana, mọi người đang ở đâu? Gian thương thối tha. Nana, em mau ra đây đi, đừng dọa chị mà. Gian thương thối tha. Lúc quan trọng thì không thấy đâu. Sau này về tôi sẽ kiện chết anh.
Cô còn muốn kiện tôi nữa à? Anh bị điên hả? Có phải anh cố tình bỏ tôi lại không? Tôi kiện anh đấy thì sao? Cô không sao chứ? Không sao thì đi thôi. Họ đang ở phía trước chờ chúng ta đó. Trời sáng rồi. Anh xuống trước đi. Bọn tôi về rồi đây. Không sao cả chứ? Không sao, vẫn ổn. Nana đâu? Nana. 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 Bên kia, bên kia, bên kia hả? Mau, theo sát tôi. Nana. Trời ơi, chuyến đi Hồ Long Đàm này đúng là đầy bất ngờ. Lúc nãy bọn mình phát hiện được dấu chân của thú thần, bây giờ lại tìm thấy quả trứng to thật. Nhìn nè, phía sau còn nhiều lắm. Hình như là trứng của đà điểu. Ôi dễ thương quá. Phía sau còn nhiều lắm đó. Dễ thương như vậy. Chờ lát mình quay lại nhé. Chị làm gì vậy? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm hay không? Xin lỗi chị. Đừng giận mà. Được không? Chị xem này. Là trứng đà điểu đó. Quả trứng to ghê. Đừng giận nữa mà. Cái gì? Các bạn muốn xem mình chiên trứng hả? Được thôi, được thôi. Nana sẽ trổ tài nấu ăn cho các bạn nha. Lần này mình đã đặc biệt mang theo nồi quân đội. Bạn nào muốn mua giống mình thì hãy nhấp vào trên góc phải màn hình nha. Tôi là người học sinh học. Tôi và giáo sư đã đi rất nhiều nơi. Quả trứng to như thế này chỉ có thể là trứng đà điểu. Anh xem, học trò của giáo sư cũng nói thế kia. Là trứng đà điểu. Là trứng mãng xà. Ông nói gì vậy? Ông đùa với tôi hả? Trứng mãng xà sao lại to như vậy được? Anh, ông ấy nói là trứng mãng xà kia. Các cậu xem đây này. Sao lại cử động vậy? Dễ thương quá. Cậu đang làm gì vậy? Đi săn chứ làm gì? Chúng ta đến đây chẳng phải vì chuyện này sao? Mãng xà là động vật cần được bảo vệ. Cậu làm như vậy không sợ bị quả báo hay sao? Quả báo hả? Để tôi xem có quả báo gì. Vậy? Anh cẩn thận đó. Chị Y Y. Anh, không liên quan đến anh. Đi. Cô không sao chứ? Cậu đi được không? Để tôi cầm túi giúp cô. Nhanh lên. Nhanh. Chạy đi. Sao lại không chạy?
Bình thường mãng xà sẽ không chủ động tấn công người đâu. Yên tâm, tôi thấy ông đang nói xàm thì có. Tôi vừa giết chết con của nó, bây giờ nó đến để trả thù đó. Anh bị kẹt rồi. Chạy mau, nhắm vào đầu nó, chỗ đó là điểm yếu của nó. Em trai, mọi người không sao cả chứ? Đầy đủ cả chứ? Chú ý xung quanh đó. Yên tâm đi anh. Đi mau, mau rời khỏi đây. Tiểu Tân, Tiểu Tân của tôi. Giáo sư Hồ, Tiểu Tân, cứu Tiểu Tân. Giáo sư Hồ, mau. Tiểu Tân, đi, đi thôi giáo sư Hồ. Cứu nó với. Tiểu Tân, Tiểu Tân. Giáo sư, phía trước là bến tàu, ở đó có xuồng cao tốc. Tôi không ổn rồi, nhanh, theo sát tôi. Thuyền ở ngay phía trước, nhanh lên, nhanh chút. Nhanh, đến rồi. Ông già, mau chạy đi. Tiêu bản của tôi mất rồi, lát nữa ông Thành tiêu bản luôn bây giờ. Mau chạy đi. Chạy mau lên giáo sư. Nhanh lên giáo sư. Chạy mau.
Tiểu Tân, thầy có lỗi với con. Giáo sư Hồ, ông cũng đừng quá đau buồn. May mà mọi người đều chạy thoát rồi. Chạy thoát? Mọi người đều chạy thoát rồi sao? Theo như tôi biết, con mãng xà nào cũng biết bơi cả. Con mãng xà khổng lồ lúc nãy lại không dám xuống nước. Mọi người có thấy kỳ lạ hay không? Giáo sư Hồ, ý của ông là... Tôi cảm thấy nó không chừng có thứ gì đó khiến nó không dám xuống nước. Là thứ gì? Tôi không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn, nhất định có thứ gì đó khiến nó cảm thấy sợ. Ông già, tôi thấy Tiểu Tân chết rồi. Tinh thần ông cũng không tỉnh táo nữa rồi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chắc là động cơ bị hỏng rồi. Không sao, mọi người yên tâm. Tôi... để tôi sửa lại. Còn phải sửa bao lâu nữa vậy? Anh sửa nãy giờ lâu lắm rồi đó. Lỡ như con mãng xà khổng lồ đó đuổi đến, chúng ta phải làm sao đây? Anh làm được thì qua đây làm đi. Đã là lúc nào rồi cô còn nghịch điện thoại nữa vậy? Liên quan gì tới anh hả? Nana, em cẩn thận đó. Không phải chứ, các người điên cả rồi à? Từ từ thôi. Nana. Không sao. Cảm ơn. Ngồi vững đó. Đi. Đại Dũng. Đại Dũng. Đại Dũng. Đại Dũng. Đại Dũng. Mau. Mau lên. Mau ra đây. Đại Dũng, nhanh lên, nhanh. Nhanh. Mau ra đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh. Nhanh lên. Mau quay lại. Tiểu Dũng, mau lên đây. Tiểu Dũng. Em trai. Tiểu Dũng. Tiểu Dũng. Thank you.
không? Đại Dũng, bình tĩnh đi. Đại Dũng, bình tĩnh đi. Đến rồi, mau xuống đi. Không sao chứ? Chân của tôi bị trật rồi, cố gắng chút nha. Phía trước là đến rồi. Mau ngồi đi. Quái vật! Thần, đây là thú thần Long Đàm mà các người nói đúng hay không? Giáo sư, sao đến giờ mà ông còn tin là có thú thần vậy? Những cái đó là tôi bịa ra thôi. Anh điên rồi sao? Những chuyện thế này anh cũng bịa ra được hả? Tôi thật không ngờ anh là loại người như vậy đó. Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có tiền sao? Trong lòng tôi không phải chỉ có tiền thôi đâu. Cô không sao chứ? Bên kia có một phòng nghiên cứu, chắc là có thể chặn được quái vật. Lát nữa chúng ta nhanh chóng đến đó đi. Tự chăm sóc tốt cho mình. Anh định làm gì? Tôi đi giúp các người vụ quái vật đi. Một mình anh đi hả? Anh điên rồi à, Hà Siêu? Yên tâm, thịt của Giang Thương chưa chắc quái vật sẽ thích. Bảo trọng đó cậu. Chẳng phải mày giỏi lắm sao? Qua đây mà bắt tao đi. Bắt tao đi. Lại bắt tao đi. Đồ quái vật. Chị Y Y, chẳng phải mày giỏi lắm sao? Chị Y Y, qua đây bắt tao đi. Mau, đi mau lên. Qua bắt tao đi. Tới đi. Tới đi. Đến rồi, chạy mau. Chị Y Y,
Yên tâm, thịt của Giang Thương chưa chắc quái vật sẽ thích. Chị Y, chị mau chạy đi, nhanh lên nào. Chị Y, chúng ta không sao rồi. Tôi là Hoàng Linh Linh, là nhân viên nghiên cứu cấp 1 của phòng nghiên cứu này. Xem ra chuyện này còn gay go hơn tôi tưởng nhiều. Các cô đang làm gì vậy? Mọi người có biết bệnh nặng nhất uy hiếp loài người là gì không? Là bệnh cảm sao? Tôi cũng là vì lúc nhỏ bị cảm nên bây giờ mới bị ngốc. Ôi trời, không phải đâu. Bệnh ung thư. Thật ra là bệnh tim mạch. Số người chết vì bệnh tim mạch mỗi năm trên toàn thế giới cao đến 15 triệu người. Cũng tức là trong số 3 người chết sẽ có một người chết vì bệnh tim. Qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện được một loại vật chất trên cơ thể cá mặt hề ở hồ Long Đàm, tên là MHW705. Thứ đó là gì vậy? Nó có thể giúp ích cho việc ngăn chặn xơ giữa động mạch, giảm lượng máu đông tích tụ, hồi phục sức sống cho tim. Giáo sư có thể dùng được này. Nhưng mà vì lấy những vật chất này, đồng thời cũng sinh ra lượng lớn nước thải hóa học. Tuy rằng chúng tôi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được có vài lượng nước thải chảy vào hồ. Cho nên thế nào? Nếu tôi đoán không sai, con quái vật này chắc là sinh vật biến dị từ các mặt hề sau khi bị nhiễm nước thải hóa học. Bây giờ xem ra cả khu vực hồ Long Đàm này có thể đều bị ô nhiễm cả rồi. Các cô nghiên cứu thuốc là một chuyện tốt, có điều cũng không thể làm ô nhiễm môi trường được. Người đang làm, trời đang nhìn. Thế nào, quả báo rồi. Vậy là mọi chuyện đều do các cô gây nên sao? Các cô có biết đã hại bao nhiêu người rồi không? Em trai tôi chết rồi này. Đủ rồi. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau, mà là chúng ta làm sao, làm sao thoát khỏi đây. Chị Y Y, chúng ta phải làm sao đây? Phòng nghiên cứu của các cô lớn như thế này mà không có cách liên lạc với bên ngoài sao? Vì hạng mục nghiên cứu này phải bảo mật cao độ. Bình thường chúng tôi đều dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với công ty mẹ, nhưng mà quái vật đến bất ngờ quá, hai chiếc điện thoại vệ tinh đều hỏng cả rồi.
sư. Đại Dũng, nhanh, mau vào đi. Mau, mau. Dân thư thối tha, sao anh thoát được vậy? Tôi đang hỏi anh đấy. Nana, dân thư thối tha. Thế nào, cô phải nhìn thấy tôi chết cô mới vui hả? Chẳng qua chỉ lừa cô mấy chục đô, có cần phải thế không? Hơn nữa, số tiền này cũng không phải cho tôi, đều là để sửa chữa lại trường tiểu học trên thị trấn đấy. Được rồi Hà Siêu, chị Y chỉ đùa với anh thôi mà. Anh biết không, sau khi anh vụ quá giật đi, chị Y đã khóc luôn đó. Tại sao em lại nói chuyện này hả? Không sao đâu. Mọi người qua đây xem đi, tôi mang thứ gì đến đây? Bản đồ kiến trúc của phòng nghiên cứu. Cậu lấy ở đâu ra vậy? Lúc nãy khi tôi vừa vào, đúng lúc gặp quái vật đang đuổi theo mọi người, tôi mới nấp vào phòng nghiên cứu bên cạnh trước. Sau đó tìm thấy tấm bản đồ này. Quái vật chạy rồi, tôi liền chạy ra tìm mọi người ngay. Nhưng mà cái này có giúp ích được gì không? Chỗ mấy cô chắc có mạng điện 10.000V đúng không? Ừ đúng vậy, dùng để phòng tránh thú quan ở đây. Nhưng mà hôm qua sấm sét đánh làm hỏng lưới điện rồi. Không sao, tôi vừa kiểm tra phòng nghiên cứu rồi, lưới điện không hỏng, chỉ bị chập mạch thôi. Tiểu Hà, vậy cậu nói kế hoạch ra thử xem. Mọi người xem đây này, chúng ta muốn thoát ra ngoài nhất định phải qua ải của quái vật. Tôi muốn dụ quái vật đến chỗ lưới điện. Y Y, lát nữa cô với tôi đi sửa cầu dao. Được, nghiên cứu viên Hoàng, cô đi bật công tắc. Chờ nghiên cứu viên Hoàng vào vị trí, chúng ta sẽ dụ quái vật đến đây. Sau đó bụp. Vậy tôi thì sao? Tôi làm gì? Cô... Đúng rồi, còn tôi nữa, tôi có thể làm gì? Giáo sư, tim của ông không khỏe, ông đừng mạo hiểm quá. Nana, lát nữa cô chăm sóc cho giáo sư. Được. Lát nữa, đa chiếc xe đang đậu ngoài tòa nhà này chờ. Chờ bọn tôi giật quái vật ngất rồi, các người lập tức khởi động xe. Chờ chúng ta lên xe hết, mọi người sẽ cùng nhau rời khỏi. Ok. Tôi sẽ dụ quái vật ra. Rồi. Qua đây đi. Qua đây đi. Đi, nhanh. Đây.
qua đây đi. Hoàng Linh Linh, bên cô thế nào rồi? Tôi sắp đến rồi. Tôi đến chỗ cậu Giao rồi. Bên các cậu thế nào rồi? Có điện rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lát nữa nghe theo hiệu lệnh của tôi. Đây. Đóng công tắc. Có tác dụng rồi. Đóng công tắc đi. Được không? Tôi tìm thấy rồi. Nhanh lên. Khởi động, mau khởi động đi. Giáo sư, là xe số. Tôi không biết lái. Ôi trời, để tôi. Này, đừng đi mà. Đừng đi. Nana. Nana. Mau đi đi. Chị. Mau lên. Đi đâu? Ở đây. Chúng ta lên đó. Đi. Nhanh lên. Ở đây. Mọi người vẫn ổn chứ? Mau đi. Mau đi. Tôi xin ông đó, nhanh lên đi mà. Sao không khởi động được chứ?
Không ổn rồi, không ổn rồi. Nana, Nana. Hoàng Linh Linh, cô có đó không? Có. Lát nữa tôi bảo đóng công tắc điện, cô đóng ngay nha. Đại Dũng, Đại Dũng, Dũng quái vật đến chỗ lưới điện. Được, tới đây, tới đây, đồ xấu xí, tới chỗ tao này, tới đây. Y Y, lát nữa quái vật đến lưới điện thì thông báo cho Hoàng Linh Linh. Linh Linh, Hoàng Linh Linh, đóng công tắc đi. Hà Siêu, Hà Siêu, anh tỉnh lại đi. Giang Thương Thối, anh mau tỉnh lại đi. Hà Siêu, anh sao rồi? Hà Siêu, Hà Siêu, anh đừng dọa tôi mà. Giang Thương Thối, Hà Siêu, anh đừng dọa tôi mà. Hà Siêu, Giang Thương Thối, tha, anh mau tỉnh lại đi. Anh đừng dọa tôi mà. Hà Siêu, Hà Siêu, anh mau tỉnh lại đi. Hà Siêu, anh sao rồi? Hà Siêu, Hà Siêu, tỉnh lại đi. Tôi sẽ không gọi anh là Giang Thương Thối Tha nữa. Anh mau tỉnh lại đi. Hà Siêu, Hà Siêu, chẳng phải anh nói phải sửa trường học hay sao? Hà Siêu, anh mau tỉnh lại đi. Có ai không? Có ai đến đây giúp tôi không? Có ai đến đây giúp tôi không? Có ai không? Anh mau tỉnh lại đi. Hà Siêu,
Này, lúc nãy cô nói giúp tôi sửa trường học, không được nuốt lời nhé. Giang Tường thối tha, xin lỗi. Không phải đã nói không gọi tôi là Giang Tường thối tha nữa sao? Tôi tưởng anh chết rồi chứ. Tôi chết rồi, cô vui lắm hả? Được rồi, đỡ tôi dậy đi. Chị, đây, Giang Thương thối tha cũng khá chứ. Hoàng Linh Linh, cô đang ở đâu? Bên chỗ tôi ổn cả rồi, có thể ra được rồi. Mọi người đi đi, tôi phải ở lại đây. Cô nói vậy là sao? Trách nhiệm của tôi ở đây vẫn chưa kết thúc. Mọi người ra ngoài rồi, đừng quên nói với những người ở ngoài, trong này rất nguy hiểm, đừng cho bất kỳ ai vào đây. Cô chắc chắn đây là điều cô muốn chứ? Ừ, tôi chắc chắn. Mọi người đi đi, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Thôi được, sau khi bọn tôi ra ngoài sẽ nhanh chóng thông báo đội cứu hộ vào cứu cô. Cô phải cẩn thận đó. Được, mọi người có thể đi rồi. Hoàng Linh Linh không đến sao? Đi thôi.
Ngày mai mình phải vào Hồ Long Đàm rồi. Thật sự không muốn đi. Nhưng phải làm sao đây? Nếu mà mình không đi, chị Y Y còn phải live stream nữa. Em trưởng thành rồi, chị Y Y à. Em không còn là con nít nữa, chị biết không? Nana không suy nghĩ nữa, ngủ thôi. Ngày mai gặp. Ngủ ngon.